Dạ vâng, Cao Phong xin mến chào các bác và anh em. Tiếp tục video hôm nay, điện tử Cao Phong lại review tiết âm những chiếc cục đẩy hàng bãi xịn săn xui, đẹp xuất sắc luôn. Vâng, săn xui model là S6000, bảng tab lô nằm cân đối chính giữa. Con này có nút nén tiếng này, rất hay. Hai volume chết áp cho hai kênh, giả đèn báo tín hiệu cho hai kênh, cửa sổ làm mát, đẩy size 2U, ngoài sách vận chuyển, mặt phay nhôm, đẹp xuất sắc luôn, đẹp không tì vết luôn, rất là đẹp. Dòng cục đẩy Sansui các bác đã chơi rồi thì các bác biết chất âm cực kỳ sạch và hay. Cao Phong đang test âm trực tiếp từ máy tính vào, đi ra loa luôn, không qua bất kỳ một thiết bị xử lý âm thanh nào. Nhưng phải nói tiếng nó vô cùng hay, tiếng rất sạch sẽ, hình thức còn cực đẹp nha các bác nhé. Điện tử Cao Phong chuyên làm hàng tuyển chọn, nên là đến tay các bác thì hàng nó rất là chất. Những logo Sansui phía trước này, trên đỉnh nắp đều có dập chìm logo Sansui. Và kích thước của những con âm những con cục đẩy Sansui này nó rất là gọn gàng các bác nhé. Các bác có thể để vào trong các cái tủ kệ gia đình. Đấy, những dòng đẩy khác các bác không thể để được vào, bởi vì cái chiều sâu người ta làm rất là sâu nên là nó vướng, nó nhỡ. Nhưng cái dòng này để trong gia đình, các bác để trong cái tủ kệ gia đình rất là vừa, rất là đẹp luôn. Các bác có thể ghép với những chiếc vang Sansui hoặc là những chiếc lọc Sansui thành những bộ karaoke hoặc là bộ nghe nhạc rất là hay. Với chiếc cục đẩy này các bác có thể ghép vào cấu hình âm thanh vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, rất tuyệt vời. Hàng tuyển chọn, điện tử Cao Phong rất thích làm hàng tuyển chọn, hàng đẹp này rất là chất luôn. Đặc biệt con này có nút nén tiếng này các bác nhỉ. Đó, các cái nút nén tiếng này rất là hay. Đấy, một lần nữa các bác có nhu cầu về những chiếc cục đẩy Sansui hàng bãi xịn S6000, các bác liên hệ điện tử Cao Phong. Em thông báo với các bác là cái công suất của chiếc cục đẩy này các bác có thể đánh căng một cặp full 40 các bác nhé. Chơi gia đình, khuyến khích các bác chơi gia đình, rất hay và hợp lý. Đó, người ta sản xuất ra những chiếc cục đẩy Sansui này là người ta đem đến tay các bác là chất lượng âm thanh thực sự luôn, tiếng rất hay và sạch. Đó, rất đẹp luôn. Em nhích volume này các bác cùng thẩm âm nhé, lát em quay phía sau các bác. Tiếng rất sạch luôn, tép chay nhá, coi chưa qua gì đâu nhá. Đấy, nhà vừa máy tính vào rồi. Đó. Tiếng cực hay luôn. Đây phía sau nha bạn nhá. Đấy, phía sau ra loa rắc đỏ đen này. Đấy, đường vào và đường link này. Đó, AB nhá. Đặc biệt chưa các bác, con này toàn bộ chữ nhật đấy này.